nghèo. Quá đã anh em ơi. Giết gì được thúc. Trời ơi nó bự. Bài ba. Đổ lên luôn. 10 điểm cho mình nha. Nhưng mà sao đậu kỳ vậy? Hello anh em nha. Này. Từ từ để mở đèn led lên coi. Sáng không? Chói quá nè. Thôi led đi. Này. Cái này nó tạo nha anh em. Cái này cây CR7 á. Mình mài lại đánh bóng luôn, đánh bóng hết nguyên cây luôn. Thun đen nha, cái CR7 thun đen nha anh em. Mình đem theo chơi chứ mình không có bắn. Mắt quỷ. Mắt quỷ tạo nha anh em. Thun cam 0.6, đây xin cam nha anh em. Thùng có logo bên shop luôn nha, bên kênh luôn nha. Thùng đen đây. Có đủ hết nha, nha anh em, 055, 065, 0.6, 0.7 luôn. Thùng đen cũng vậy. Hôm nay mình sẽ đi với anh được. Mít xì được. Đâu rồi, đưa cây mắt mèo đây ai. À, mắt mèo của anh à. Cái này là mắt mèo. Chói quá anh em ơi. Mình đánh bóng nguyên cây nó chói quá. Rồi, thôi, lên đường nha anh em. Anh em theo dõi những pha bắn của mít xì được nha. Nè, lỗ này nè, mấy bóng được nè. Đó. Hay quá anh ơi. Ngon nha, con đầu tiên nha. Con đầu tiên mà lụm được cái con long là ngon rồi. Thôi về bơi bắn gì nữa bơi. Đi về không nãy bắn gì nữa. Rồi đi nè bạn. Cụ nhí. Cụ dài vậy? Ừ. Rồi phát hiện được cụ đất anh. Đậu gì kỳ lắm, đất nó đậu ngộ lắm. Đấy. Quá đẹp anh ơi. Cái phịch luôn anh ơi. Ôi nó bự. Bay ba. Đổ lên luôn. 10 điểm cho mình nha. Xin cam nha anh em. Trời ơi. Hột xớt lên luôn rồi. Sao mà chịu nổi. Quá. Đây thùng cam nha. Thùng cam uy lực ghê luôn á. Thùng cam anh em ơi. Một phát ngọt xớt lên luôn. Con này nó ngủ gục hay gì, nằm mơ hay gì vậy? À. Sao đâu mà tự nhiên về đó nó ngủ. Đang, ê, bỏ vô bọc nè ba. Đang mơ, đang mơ. Bỏ vô bọc để dính nó nguy hiểm lên nữa. Nè, mua bánh cho con nhỏ đó nè. Trời ơi, con này nó bự ba. Sao nó bự dữ vậy? Không biết đâu. Sao nó bự lắm nội. Rồi quay đâu. Có quay đâu. Cuốn, cuốn tròn lại. Cuốn tròn lại. Rồi, rồi. À, cuốn dưới cuốn lên cho không có hơi không chịu đâu. Để hút chân không rồi. Đây, mít xì được nha anh em. Tiếp tục nha. Cứt đi nè, cứt đi nè. Cú đất anh em ơi. Hiện được con cú đất ngon lắm, tê lắm. Sướng lắm anh ơi. Sướng lắm. Đây nè, bên đây rồi. Nó rớt ra nguyên ức luôn á. Lượm mình ơi.
bự ba ơi ba nè. Nè, cầm đi cho nó sướng. Tiền máu. Ê. Máu. Mắt mèo nha anh em. Nách lên cánh luôn rồi. Lên sâu luôn rồi. Mắt mèo. Quá đã anh em ơi. Nè. Dứt gì được, thun vàng, thun cam chứ quên. Thun cam. Thun cam nha anh em. Thun cam bắn cua đất bằng xiên luôn à. Nó tàu, thun cam. 5.6, 13, 19, 3 nha anh em. Bao tê, bao phê. Rồi, nhiệm vụ của anh là lại bỏ vô bọc để em kiếm tiếp cho. Đừng giật đầu quá, để luôn ấy. Bỏ lại vô bọc em không sao đâu. Hả? À. Được 2 con rồi anh em ơi. Để mình kiếm tiếp nha, có mình sẽ quay cho anh em coi. Chứ anh em kiếm về lâu lắm. Rồi, tiếp tục nha anh em. Hay quá anh ơi. Sao đậu kỳ vậy? Thế còn nào chết vậy? Hỏi đây coi, nó còn sống đó ba, hỏi đây ba. Sống rồi nữa. Ức xiên lên luôn rồi. Xiên lên rồi. Thôi chụp càng quá tệ nè. Ê coi chừng con kia nó vuột nha. Nó chạy á. Kiếm mà còn không nè. Đã thứ gì chịu nổi. Rồi, tiếp tục anh em ạ. Chắc hết rồi. Chị tới rồi. Trời ơi. Của anh á. Nó là của anh á. Cho nó nghỉ giải đi. Hết rồi, có như vậy à. Quăng nữa, hành hạ nữa. Thôi lụm vô đi ba. Đằng đá. Ừ. Mấy con rồi anh em ơi. Về được rồi ba. Lời rồi. Mình đi hai đèn anh em mà có cái đèn kia nó quên sạc nó hết pin rồi. Còn cái đèn mà. Không biết sao đây. À, tiếp tục nha anh em. Từ từ đâu rồi. Rồi. Sao em đó. Bị cái gì phức cái gì ta? Còn lá. Rồi cái cam quay không thấy nè. Rồi hay quá anh ơi, lỗi rồi Khanh ơi.
dính dính đầu rồi. Mày rớt trên bờ mới ác chứ. Mày rớt dưới rồi, nghe tụm tụm. Hả? Nghe tụm tụm chứ. Thôi tới không mày vấn đề kìa. Tự nhiên rồi rớt dưới Dũng rồi. Còn lọt chứ bây giờ. Nè. Từ từ có còn nào ấy. Cho anh. Má. Dính nưng. Kiều nó qua đây rồi. Hay quá. Quá chuyên nghiệp. Rồi á, chưa. Ê, nó dậy. Rồi đó. Từ, dít cỏ. Đây. Lên. Lên được không? Lên thì được rồi đó. Mà đi kiếm chỗ khác để chân đó. Rồi đây, nói gì đi. Nè, quá đã. Nói gì đi. Nói gì nữa vậy? Có hàng là ngon rồi, nói gì nữa vậy? Này, cầm đi, lại vô bò đi. Này, biết chi được. Lỗi mà. Mất gì được à? Không sao, bắn xa vậy. Mở vậy, thứ gì chịu nói. Một viên đi luôn trời. Quá tê. Bỏ cho bọn mày đi tiếp nha nè. Phát hiện cái hả? Phát hiện cái động cu dần. Đất cái gì? Cu đất. Nè, xỏ lỗ rồi nè. Gì? Nè, cảm ơn. Chơi bắt người ta xỏ lỗ, cái kỳ. Nói chung là người bắn con hay con rồi chứ. Đúng không? Rồi. Mày đâu rồi, bắt dấu rồi xỏ. Rồi, ngay chứ. Trời, nó đi luôn. Bên dưới này còn con cái gì đó. Ủa? Trong trắng á. Còn con. Hả? Còn. Chết. Con nó hồi nãy trúng rồi á. Ừ, con đó luôn á. Em nghe cái bóp mà sao nghe nó bay, con kia nó bay. Con khác bay. Ờ. Ừ. Để xin vô lụm cái bóp ra trước đó. Vậy là hồi nãy nó chết rồi. Lấy điện xin lụm nhanh nha. Ở đây mình quen. Cho bước vô chỗ chuồng gà lụm cu cái nha. Dạ. Rồi, cảm ơn nha.
thấy quen anh em. Nè gà lỗ nè, trống nè. Ở dưới đó nung lên. Ừ. Em quay mới thấy con khỉ gì ra đây rồi ba ơi ba. Nó quay đi vô thấy đi. Nó. Đây luôn hả? Ừ. Trời ơi, cái lỗ chành hoành vậy đồ gì nữa. Đó. Rồi sao? Vết bờ mà. Kìa, bể đầu ơi nè. Đây nè, dưới đây nè. Nhìn bóng đèn em nè, nó nằm đó. Nó ở dưới nè ba. Thấy chưa? Chừng máu không đó. Rồi máu không chứ gì nữa. Nổi. Chừng dưới nè mà. Thì ở dưới thì ấy chứ sao. Ngon lành. Rồi, lại bỏ bọc đi. Rồi giải quyết cái tay anh đi. Con gì ỉa đây ta? Đâu? Ỉa đây, nằm đây chứ đâu. Trời xấu anh em, nó ỉa cục cứt không à. Mà không thấy nó đâu hết trơn. Này múc ngon. Múc đi như kem vậy, kem hồi xưa biết không. Nè con gì ỉa này thấy không, chỗ anh ngồi á. Cô hả? Cô. Thôi, vậy thôi đi. Đi tiếp nha nè. Ây da, bắn sao? Đây nè. Rồi. Đó. Đi dần nghe anh em. Hay quá bơi, một con. Rớt cỏ nhánh cây bay luôn rồi. Ừ. Nè. Dằn sao bự vậy? Sao phải thông đít vậy á, nãy thông gì đâu, thông là lệch không mà. Thông phải ngay lỗ nó mới chết. Bây giờ nghe anh em. Nè lỡ. Nè. Lỡ bỏ vô bọc, bỏ luôn đi ba. Để ngoài dính cái nón em nữa, à. Cái nón bữa về thi gốm luôn. Thông, tôi phải thông ngay lỗ vậy đó. Ây da. Quá, cho sổ quá anh em mà đi bằng đêm. Cho sổ quá, nhiều khi người ta. Người ta tính đâu ăn trộm, người ta điện, người ta báo. Rồi mấy anh ấy ra kiểm tra này nọ rồi các kiểu. À, đi tiếp nha. Đây, mít xì được. Hay quá. Thiên luôn mà sao kỳ vậy? Ủa con gì đất vậy? Cua đất. Hả? Giống như cua đất, không biết quải không? Trời ơi trời. Năm bữa nay gặp nè. Đây xiên luôn rồi ba ba. Ừ, xiên lên nè. Quá mập. Lúc về con nổi một tù luôn mà. Mùa này mà mùa của đất quá mập. Đi nhanh em. Nè bỏ vô ấy. Bỏ vô ấy.
đào tạo nha, cũng được đó nè, sớm giờ cũng bào dữ lắm nè. Quá tê. Đâu quan trọng cái ná đâu. À vậy. Bắn quá bắn. Bắn vô thì mình quéo anh em ơi, sao mình bắn được. Bây giờ mình đâu có thể bắn đâu thấy không. À, kì tiếp nha anh em. Rồi, đây được nhiêu đây thôi. À, về tới anh em ơi. Đây cắt. Đó được đây, 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 đây nè, đây nè. À, đừng bịch vậy đó, được rồi. Rồi, xong rồi đó. Không rồi đó. Ê, coi chừng. Nháo đi ra. Coi chừng chú đó, thằng sống nó bay mất tiêu ba. Dễ gì. Rồi nó chích queo luôn rồi. Ê, nè, 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 nè. Không bay đâu. Bay trời đâu. Ơi, tự nhiên cái chui đây thiệt chứ trời, tức nè trời. Đi ra. Còn sống luôn. Còn sống nha à. Ê. À, đi ra chỗ khác. Im nha, im nha. Trời ơi, được có 3 con cua vàng à, cha ở đâu ra 5 số con. Chắc nó trốn rồi đó. Được có 3 con à, được 6 con cua đất nha anh em. Ngáo, đi ra. Này, cua vàng mình thả quá mà, đâu quá. Nè, ghế sâu không? Còn nuôi được không? Đâu có dưới lên rồi mà. Y như con bò hổm nha, con bò hổm nuôi được đó. Rồi, sùi lơ gán cuốc luôn rồi. Rồi. Đâu nuôi được. Chứ nghe rồi anh em ơi. Thua rồi. Này thả cho đi đi ba. Ừ, nó đi đâu đi. Ừ. Đây dắt đi dắt ngáo nó lụm đầu quá. Này nè. Cũng ok lắm mà, giỡn đâu. Trời nó tào chứ dữ lắm à. Nó nè, xiên ngọt không nha, nhưng phải giỡn đâu nha, dữ lắm nha. Giờ này cũng mấy giờ, 10 giờ mấy phải không? 10 giờ mấy anh em, cũng trễ trễ rồi. Để mình tranh thủ nha. Cái này nhổ nhanh mà, cu đất nhổ nhanh lắm ba. Cu kia nhổ, mấy con kia nhổ đâu thôi, cu đất này nhổ tóc hành mấy hồi. Này, nhân vật chính nha, không phải giỡn đâu nha. Nè, trả nè. Trả đây chứ. Trả đó, thôi. Rồi anh em có cần mua thùng bi ná gì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình nha anh em. Bye bye anh em nha.